Xem đông đông rồi mình bắt đầu mình like nha mấy chế. Còn chế là mình đang xem cho em xin một cái comment được không mấy chế ơi? Chia sẻ giúp em nha mấy chế, chia sẻ để mình được tặng túi nha mấy chế ơi. Mình chơi mini game cái này là không có tốn tiền nha mấy chế. Đó, cái này là tặng cho mấy chế nào mình trúng luôn. Đó, một cái túi như thế này nha, túi này là bán 220 một túi. Chế luôn á. Chế nào mình đang xem like thì nhớ là mình chia sẻ giúp em trên trang cá nhân một lần nha. Rồi tag giúp em 10 hội nhóm rồi mình lại mình comment từ 1 tới 99 giúp em nha mấy chế. Comment giúp em là đã chia sẻ rồi mình bắt đầu chơi nha mấy chế ơi. Có chế nào mình đang xem cho em xin một cái comment được không mấy chế ơi? Có ai đang xem không mấy chế? Giờ bên đây nó không có hiển thị người xem mà mấy chế cho em một cái comment được không? Có chế nào mình đang xem thì mình comment giúp em nha. Chơi game xong rồi mình hạ bán đồ nha mấy chế ơi. Chơi game xong hả bán
về đẹp đẹp không nha. Chế nào mà không coi là tiếc nha mấy chế yêu. Không coi là tiếc nha. Không coi mấy cái quấy này còn mấy cái. Mấy chế chia sẻ giúp Thảo đi mấy chế. Chia sẻ nha. Mấy chế yêu ơi. Các cô chia sẻ giùm Thảo nha. Các cô mặc cái này. Chia sẻ giùm Thảo nha mấy chế. Đây một cái bóp tím và một cái bóp hồng nè mấy chế. Đó. Chế nào mà chia sẻ với chế độ công khai giùm Thảo nha. Chia sẻ với chế độ công khai giùm Thảo một lần và tan 10 nhóm nha. Rồi xoay qua comment màu và số điện thoại giùm Thảo nha mấy chế yêu. Nhớ nghe, inbox qua Thảo Nguyễn chụp màn hình lại tan nhóm nha. Mới họp lại nha mấy chế, tặng mấy chế màu tím hoặc màu hồng. Mấy chế có quyền lựa chọn nha. Cái này là với giá 220 nhưng mà tặng là không bán nha mấy chế yêu. Đó, bóp này cực kỳ sang lắm nha. Đó, dễ thương vô cùng luôn. Đó, màu tím, màu hồng gì cũng có hết trơn á mấy chế. Đây. Tím, hồng gì cũng có hết. Đây. Chế thấy không? Màu, màu hồng. Nhớ mấy chế chia sẻ giùm Thảo 10 nhóm nha. Ý là tăng cho 10 nhóm nha. Và chia sẻ lên trang cá nhân của mình là sẽ được một cái bóp hồng hoặc bóp tím cho mấy chế lựa chọn luôn nha. Đó, hôm qua chị kia là trúng một cái bóp màu nâu rồi, bây giờ còn này nha. Chế nào đấy thì nhớ là chia sẻ xong là mình sẽ được mấy cái bóp này nha mấy chế. Mấy chế ơi, chia sẻ giúp Thảo nha. Chia sẻ chỉ một lần trên trang cá nhân thôi, tác cho Thảo 10 nhóm. Qua bên đây comment màu và số điện thoại giúp Thảo nha. Comment bóp đó mấy chế, bóp màu hồng hoặc màu tím nha. Rồi Thảo sẽ chốt cho người đó nha. Comment mã số từ 1 cho tới 99 nha mấy chế. Từ 1 cho tới 99 nha. Hello chị Kim Nguyên Võ nha. Chế. Chế Kim Nguyên Võ ơi, em ship cho chế một cái váy giống này nè, em gửi rồi đó chế thấy không chế yêu. Chế Kim Nguyên Võ ơi. Đó, cái váy này là chế mặc được nha. Cái váy kia là chế mặc không vừa. Cái này là vừa nè chế. Em ship cho chế rồi nha. Đó. Đây có hàng lúc nè, dễ thương lắm. Nè, chế có lấy cái áo này không chế Kim Nguyên Võ? Chế có lấy áo này luôn không chế? Rồi mấy chế chia sẻ giúp Thảo đi mấy chế. Mấy chế chia sẻ là sẽ được. Ok dạ. Em chốt cho chế rồi đó, một chút nữa nó em cho người giao cho chế. Rồi, chế có lấy áo này không chế? Áo này 60kg trở lại vừa. Cái này một trăm mấy thôi. Cái này 150 nha. Cái này 150, cái váy 190. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái áo này da người nè, bao đẹp luôn nha. Lấy áo luôn dạ chế. Rồi em lấy áo cho chế nha. Áo này đẹp lắm chế yêu. Rồi em lấy cái này cho chế. Rồi mấy chế ơi, mấy chế không có chia sẻ tặng túi, bây giờ mình bán luôn nha mấy chế. Bán luôn nha. Không chia sẻ tặng túi thì bán luôn. Em lấy áo cho chế luôn rồi đó. Cái áo đó coi rất là nhiều màu nha chế, còn là 2-3 màu. Còn 2-3 màu nữa, rất là đẹp luôn. Em một hồi nữa em cho giá rồi xong rồi em sẽ lấy cho mấy chế xem. Mới đem về chưa có lên giá nữa mấy chế. Rồi, áo trắng này luôn nha mấy chế. Ủa sao cái này chưa có giá vậy con? Cái váy 190 nha, 190. Cái áo
mấy chế muốn muốn đóng thùng là mấy chế đóng vậy nè cũng được đó nha. Đó. Đó, đóng thùng là nó vậy nha. Rồi, hoặc dài là riêng nha, chế nào lấy thì comment lấy nha. Còn chế nào không thích đóng thùng thì kéo xuống. Rồi, chỉ có 170 thôi nha mấy chế. Chỉ có 170 thôi. Cái quần thì một cái váy hay 190. Chế nào lấy thì comment lấy với Thảo nha. Đây, cái tim màu bò. Nè mấy chế thấy không? Rất là đẹp luôn nè. Cái chất vải nè mấy chế. 57kg trở lại vừa nha. Thảo có xanh dương đen, xanh dương đen Thảo mặc nha. Rồi màu Kitty màu bò, ai lấy thì comment lấy nha mấy chế. Kitty màu bò ở dưới nè mấy chế thấy không, có ghen có viền nè đó, ai lấy thì comment lấy nha. Áo chị mặc còn màu gì ạ? À? Đây chị đang là chị đang like nè em ơi, chị đang like nè Lily ơi. Áo đang mặc còn ba màu nha chị, còn ba màu ơi. Nha áo chị đang mặc nha. Áo chị đang mặc là màu xanh dương đen là 1, màu đen là 2, màu bò là 3. Comment màu giúp chị nha em yêu ơi, comment màu giúp chị nha. Cái này chỉ có 170 thôi nha. Comment màu giúp chị nha em yêu, comment màu đi mấy chế. Mấy chế chia sẻ giùm Thảo nha mấy chế yêu ơi, mấy chế yêu à chia sẻ nha. Đó, cái này còn màu này, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Nguyên một hàng nút một bên này mấy chế thấy không, rất là đẹp. Cái này chỉ có 150 nha, chế nào lấy comment lấy nè. Nó có hàng nút nè mấy chế, thấy mua đen không, rất là bụi luôn, tay dài. Trời ơi cái len cực kỳ đẹp nha mấy chế nè. Cái này là thun nha, thun len nha. Đó, bao đẹp luôn. Nguyễn Thảo lấy cái gì vậy em yêu, lấy cái gì giúp họ chị nha. Rồi ai lấy thì comment lấy giùm màu hồng da nha. Đó, rồi Thảo đang mặc nè. À Lily ơi, em lấy cái màu nào comment màu giùm chế nha em yêu, comment màu giùm chế nha. Cái màu đen nè Thảo, Thảo đọc lại rồi qua mẫu nha. Màu đen, màu bò, màu đen, màu bò ở dưới chân nè mấy chế. Đó, ở dưới like của nó nè, có nguyên một hàng ren nè mấy chế thấy không, đẹp lắm. Rồi chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái Thảo đang mặc đó là xanh dương đen nè mấy chế thấy không, đẹp lắm. Kitty bao đẹp luôn, cái vải cực kỳ sang lắm nha mấy chế. Đó nè, cái vải nè mấy chế nè, đó màu đen, màu bò và màu xanh dương đen. Rồi ai lấy thì comment màu giúp Thảo nha. Rồi mấy chế ơi, áo len này 170.000 còn 3 màu nha mấy chế. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế. 3 màu nha, màu xanh dương đen nè mấy chế. Màu bò, màu xanh dương đen, màu bò nha mấy chế, màu xanh dương đen, màu bò.
và màu đen, màu nào cũng cực kỳ tôn da hết. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em, mà em qua mẫu nha mấy chế. 170.000 một áo nha, chỉ có 170.000 thôi. Chất len thun co giãn cho mấy chế cực kỳ thoải mái nha, mặc cực kỳ dễ chịu, không hề nóng nha mấy chế. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha, rồi em qua mẫu nha mấy chế. Qua mẫu nha mấy chế yêu ơi. Đây cái váy Thảo Đang mặc 60kg trở lại vừa nha. Chế nào lấy thì comment nha mấy chế. Quấy da cực kỳ đẹp nha mấy chế ơi. Váy da này da tốt nha, da mịn nha. Đó, cái áo đây, cái áo 150, nó có nhiều màu nha. Có hai màu. Cái áo 150 có màu đại trắng nữa. Cái màu này là màu kem. Áo 150 nha mấy chế, được 3 màu nha. Màu kem, màu trắng. Cái váy 190, cái áo 150, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Mặc vô chân váy. Bao đẹp luôn. Đây có màu hồng da nữa nha mấy chế. Màu hồng da nha, cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái này chỉ có 100. Cái áo 150. Alo, chị Hà Thi nha. Rồi, cái áo 150 nha. Màu hồng nu. Bao đẹp nè mấy chế. Đó, 57kg trở lại vừa. Màu hồng nu nha. Rồi màu trắng nha. Màu trắng hình như có màu đen nữa đó con. Màu trắng nha. Đây. Trời ơi sang lắm nha mấy chế. Mấy cái này á mặc cực kỳ mát nha mấy chế. Cái này là thun nè, thun len nè mấy chế thấy không? Đó. Mà nó sọc nè. Đó nó sang dữ lắm luôn nha. Đó nó đơn giản nhưng mà rất là sang nha. Đó, nó gân vậy nè. Rồi, chế nào lấy thì comment màu giúp Thảo nha. Comment màu giúp Thảo nha mấy chế. Yêu ơi. Đây hình như là nó có một... Rồi, mà còn một cái màu đen nè mấy chế. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi qua mẫu nha mấy chế. Qua mẫu nha, Hà Thi. Có đàn von không? Có nha chị ơi. Có đàn von nha chị ơi. Rồi, Thảo sẽ lấy đàm von cho chị nha. Đây, qua đàm von luôn nha. Rồi chị ơi, mẫu đàm von em đang mặc nha chị ơi. Mẫu đàm von em đang mặc là 60. Mẫu em đang mặc là 60kg trở lại vừa nha mấy chị ơi. Em có rất là nhiều bông nha. Chị nào mình thích cái mẫu nào thì mình comment giúp em mẫu đó nha mấy chế. Đây là bông bi xanh đen là cực kỳ đẹp luôn, 65kg trở lại vừa nha. Trễ vai như thế này, co giãn phần bụng cho mấy chế cực kỳ thoải mái luôn. Chế nào mình lấy cái mẫu này thì mình comment giúp em nha mấy chế. Trời ơi con coi nè. Rồi cái này là chất von hai lớp cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chất von hai lớp rất là đẹp nha. Cái này là đầm thiết kế, giá của nó chỉ có 190 thôi. 60kg trở lại mình mặc vừa. Chị nào mình nhỏ hơn dưới 60kg thì mình mặc tới đâu rồi nó bon. Nó bon rồi mình tới đó nha mấy chị ơi. Rất là dễ mặc luôn. Cái form này mặc dễ cực kỳ luôn. Chế nào mình thích cái mẫu này thì mình comment giúp em nha. Mẫu này cực kỳ mát luôn. Cái mẫu này chỉ có 190 thôi nha chị Hà Thi ơi. Mẫu em đang mặc là 190 nha. Đầm von bên em là đồng giá 190 nha. Mà chất von cực kỳ đẹp luôn. Chất von là chất von 2 lớp, bao đẹp luôn ha chị ha. Cái mẫu này em có là mấy chế comment giúp em là mã số 1 giúp em nha. Bi xanh này thì mấy chế comment giúp em là mã số 1 nha mấy chế. Còn cái bi trắng này mấy chế comment giúp em là mã số 2 giúp em nha. Bi trắng này là mã số 2 giúp em. Chất cực kỳ đẹp mấy chế ơi, rất là đẹp luôn nha. Bi trắng mà bông hồng nè mấy chế thấy không? Rất là đẹp. Nè von hai lớp nha mấy chế yêu, ở dưới nè mấy chế thấy không? Đó, có dúng bèo rất là sang nha. Chế nào lấy thì comment màu và số điện thoại giùm Thảo nha mấy chế. 60kg trở lại vừa. Von hai lớp bao đẹp nha mấy chế yêu. Đây, ở trong còn một lớp nữa nha, để cho mấy chế cứ yên tâm về độ mỏng nha, không có mỏng nha mấy chế. Rồi mã số 2. Rồi mã số 3 là cái bông xanh đen này nha mấy chế. Mã số 3 nha. Đó, 62kg trở lại vừa nha mấy chế. Mã số 3. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi mã số 4. Lấy comment màu giùm Thảo nha. Đó, cái tay nó rớt rớt hả mấy chế nè, thấy không? Đó, nó dúng bèo rất là đáng yêu luôn. Đó, ai lấy thì comment mã số 4 giúp Thảo nha. Cái bông này mặc lên rất là sang nha mấy chế. Đó, mấy chế thấy không? Cái bông nè, bông bự bự mặc vô rất là sang nha. Rồi, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi chỉ có 190.000 một cái đầm von hai lớp này thôi nha mấy chị ơi. Chất von cực kỳ đẹp nha, đầm thiết kế chỉ có 190.000 thôi.
chế nào mình lấy mình comment giúp em kèm theo số điện thoại nha mấy chế, rồi em qua mẫu nha mấy chế. Cái bi xanh đen này 60kg trở lại vừa nha. Rồi em qua mẫu luôn nha mấy chế ơi. Rồi qua mẫu nha. Cái áo đen này nè mấy chế, cái áo đen Thảo đang mặc nè mấy chế thấy không? Đó, ở ở phía tay nó có ghen ghen nè. Đó, mặc với cái váy đen này nha. Đây mấy chế ơi, cái áo 130, cái áo ghen này nha 130. Rồi cái váy 60kg trở lại vừa. Mấy chế nhìn cái váy nè, nó có hàng lúc nè, thấy thương không? Đó, 60kg trở lại vừa. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Còn áo thì 55kg thôi nha mấy chế. Áo này 53kg thôi nha. Rồi áo 130, váy 190, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Áo 130 bao đẹp luôn nha mấy chế, bao đẹp luôn, chất vải mà ghen nè mấy chế không, ghen nè đó. Cái áo 55-53kg trở lại vừa nha, cái áo 53kg thôi. Rồi qua mẫu tiếp nha mấy chế yêu, qua mẫu nha, qua mẫu tiếp nha. Rồi có ai lấy áo này không mấy chế? Áo này rất là đẹp nha, mà có 130 thôi. Mặc với quần jean hay mặc với váy thì rất là đẹp nha. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. 130 một cái thôi, có một màu một duy nhất. Rồi cái mẫu đầm em đang mặc cũng có một bông là duy nhất nha mấy chế ơi. Bông màu xanh nha. Chế nào mình lấy cái này thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. Trễ vai lên như thế này là nhúng như thế này rất là xinh nha. Chứ cái này 57kg trở lại mình mặc vừa giúp em nha mấy chế. 57kg trở lại mình mặc vừa 190.000. Chất von hai lớp cực kỳ đẹp nha. Bên ngoài có áo rớt vai không chị? Có chị ơi, áo rớt vai mới qua đó chị. Lấy áo rớt đầm. Áo rớt vai. Có mà. Có nha chị ơi. Rồi, có chế nào lấy cái áo này thì comment lấy giùm Thảo nha. Lấy cái áo mèo ốp mặt. Rồi, có nha chị ơi, chị Phan Quỳnh Anh ơi. Đợi chút xíu nha chế, từ từ tới nha. Có áo rớt vai luôn. Rồi, chế nào lấy cái áo này thì comment lấy không mấy Thảo qua mẫu nha mấy chế yêu. Đó, màu đen 53kg trở lại vừa, màu đen có một cái duy nhất nha. Rồi qua mẫu nha, màu đen có 130 thôi. 130. Rồi qua mẫu nha. Rồi cái này màu trắng, màu trắng nè mấy chế, mấy chế thấy không, cái này nè đó, đưa cho mấy chế xem nha. Cái này nó với giá là 150 thôi nha. Áo này có giá là 150 thôi. Mấy chế nhìn nè nha. Cái tay nè, cái tay nó gách gách nè mấy chế thấy không? Cái này là kiểu nha chứ không phải là gách nha mấy chế. Rồi, cái lai nó cũng vậy nha. Ly Nguyên Nguyễn xin chào bồ nha, Ly Nguyễn ơi. Đây, rồi, cái tay nè mấy chế, cái lai của nó nè. Đó, nó gách gách vậy đó nha. Chứ không phải là đồ lỗi nha mấy chế, cái nào nó trước nha. Nó gách đều hết, ở phía sau cũng vậy luôn. Rồi chế nào lấy thì comment lấy nha. Cái này rất là bự luôn. Có một màu duy nhất, màu trắng thôi. Màu trắng thôi nha chị ơi. À, phi ship không, Kiên Giang nhiêu tiền chị? Chỉ có 25k trở lại thôi nha chế yêu. 25k trở lại. Chế mà mua bill trên 500k là Thảo tính chế phi ship cho chế nha. Chế mua bill trên 500k ba cái đầm là phi ship cho chế đó. Rồi, chế nào lấy áo trắng nè mấy chế thấy không? Đó, lên váy nó biến hớt là gõ nè đó. Đó, nó hở vậy nè, nó mua đen nha. Mua đen nè nha, chứ không phải là lỗi nha mấy chế, phía sau cũng vậy luôn nha. Rồi, cái này 60-65kg trở lại vừa. Ai lấy thì comment lấy 150. 150 nha mấy chế ơi. Đó, 65kg trở lại vừa. Bao đẹp nha. Có một cái duy nhất thôi. Rồi chế nào thích mặc đóng thùng bỏ vô thùng cũng được mấy chế. Bỏ vô thùng cũng được. Cái váy 190 nha. Cái váy 60kg trở lại vừa. Đây mấy chế đóng thùng cũng được nữa nha. Đó, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế. Cái áo trắng nè, rất là bự nha. Rồi chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái áo 150 thôi. 60kg, 65kg trở lại vừa. Rồi cái mẫu đầm em mặc em giới thiệu lại nha mấy chế. 190.000 nha. Màu bông màu xanh. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em là đầm xanh kèm số điện thoại giúp em nha mấy chế. Cái bông của nó là cực kỳ sang luôn nha. 57kg trở lại vừa. Chế nào mình lấy thì mình comment lấy giúp em nha mấy chế. Cái mẫu này mặc rất là dễ mặc luôn mà nó rất là mát nha. Chế
còn chế nào mà mình nhỏ người thì nó sẽ bo cái phần lưng thun của nó sẽ bo như thế này lại như thế này nè. Đó, mình mặc vô cực kỳ đẹp nha mấy chế yêu ơi. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha. Chỉ có 190.000 một cái đầm vậy thôi. Mấy chế nhìn cái chất von của nó nè nha. Cái chất von của nó là cực kỳ đẹp luôn. Bên trong nó có lót thêm một lớp nữa nè nha mấy chế. Đó, bên trong nó có lót thêm một cái lớp như thế này nữa, rất là dày đặn luôn, không hề mỏng nha mấy chế yêu ơi. Cái này rất là dày đặn nha. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm theo số điện thoại nha mấy chế. Chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha. 190.000 một cái duy nhất thôi nha mấy chế. 57kg trở lại vừa rồi em qua mẫu nha mấy chế yêu ơi. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em là em qua mẫu nha mấy chế. Cái áo em đang mặc nha mấy chế ơi. Áo em đang mặc 57kg trở lại vừa. Chế nào lấy áo beo em đang mặc comment giúp em nha mấy chế. Áo beo em đang mặc là 100. Áo beo em đang mặc là có giá là 190.000 thôi nha mấy chị ơi. Áo beo này chỉ có giá là 190.000 thôi. Đây em có beo vàng nè mấy chế. Beo vàng và beo hồng nha. Chế nào mình lấy beo nào thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. 57kg trở lại vừa nha mấy chế yêu ơi. 57kg trở lại vừa. Mấy chế mặc bó với quần sọt nè. Quần sọt, quần dạ chị Hà Thi ơi, có gì chị ơi chị comment lại giúp em nha. Chị comment lại giúp em rõ hơn nha chị ơi. Em đọc chưa mấy chị hiểu nha chị ơi. Chị comment lại rõ giúp em nha. Rồi mẫu em đang mặc chỉ có 190 thôi. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. Cái này chỉ có giá là 190.000. Em có màu xanh nè. Màu xanh là màu em đang mặc nha. Còn cái này là beo. Màu xanh, beo và màu hồng. Đó, chế nào mình lấy beo nào thì mình comment giúp em nha mấy chế. 57kg trở lại vừa. Cực kỳ đẹp luôn nha. Phía này là cái phần phía dưới của nó là thun nha mấy chế. Ở dưới này xè ra. Đó, cực kỳ dễ thương luôn. Đắp chéo như thế này nè mấy chế. Nó mặc vô rất là sang nha. Cổ đứng luôn nè. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em đi mấy chế. Cái beo này cực kỳ đẹp luôn nha. Mặc vô rất là sang. Cái này đang thịnh beo nha mấy chế. Bây giờ là đang thịnh beo nha. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em mấy chế yêu ơi. Chỉ có 190.000 thôi nha. 190.000. À thì có dây dây nịt kẻ không hả? Có dây dây đan. Rồi chế nào mình lấy comment giúp em nha mấy chế. Ba màu nha. Rồi em qua mẫu luôn mấy chế ơi. Chế nào mình lấy áo beo em đang mặc mình comment giúp em nha. 57kg trở lại vừa. 190.000 thôi. 190.000 một áo nha. Cái tay của nó xòe như thế này mấy chế. Cực kỳ dễ thương luôn. Chế nào lấy thì mình comment giúp em nha. Rồi em qua mẫu luôn mấy chế ơi. Qua mẫu nha mấy chế ơi. Qua mẫu tiếp nha. Có chế nào lấy cái áo trắng này thì comment lấy giúp thở nha mấy chế yêu. Áo trắng này 150k nha. 65kg trở lại vừa. Có một màu duy nhất nha. Đứng lên cho mấy chế xem lại một lần nữa rồi qua mẫu nha. Đây cái váy này nè mấy chế. 190 nha. 60kg trở lại vừa. Có túi luôn nha mấy chế. 190, 60kg trở lại vừa nha. 60kg trở lại vừa. Bao đẹp. Mấy chế nhìn cái chất da của nó nè. Rất là đẹp nha. Nó mềm vậy nè mấy chế. Đó, nó rất là mềm nha. Mấy chế nhìn nè. Đó, da xịn nha. Chỉ có 190k thôi. 190 nha. Cái áo 150, 65kg trở lại vừa. Nó dài xuống tới đây nè mấy chế. Đó, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi qua mẫu tiếp nha mấy chế yêu. Qua mẫu nha. Có chế nào lấy cái áo dây này không chế? Mấy chế ơi, mấy chế có ai lấy cái áo dây này không? Còn một cái duy nhất. Còn một cái duy nhất hồi nãy chế Hà Thi phải chế hỏi cái áo dây xích như vậy phải không chế? Phải không? Phải thì ok giúp Thảo nha. Cái này 120, còn một cái màu da duy nhất. Bữa hổm chế nào nói bây giờ nó lọt lại nè mấy chế. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Còn một cái màu da duy nhất thôi. 55kg trở lại vừa. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái này 120 thôi. 120 thôi nha mấy chế. Bao đẹp, ở phía sau của nó là vuông nha. Đó, phía sau là vuông nha. Ở phía trước là tim. Mà dây xích nè mấy chế thấy không? Đẹp lắm luôn. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha.
thử cho mấy chế xem luôn nè. 55kg trở lại vừa. Có mấy dây xích này rất là đẹp nha mấy chế. Có một cái một thôi. Có một cái thôi, chừa cái đen để lại. Rồi, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái dây này nè mấy chế, để dành mặt ở trong á. Rồi mình phát mấy cái áo kia ở ngoài cũng sang nữa mấy chế. Rồi, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. 120 thôi, bao đẹp. Ở phía sau của nó là mấy chế không, nó ngang nha. 55kg trở lại vừa. Rồi, qua mẫu tiếp cho mấy chế xem nha. Qua mẫu luôn. Đây, cái này còn một cái màu hồng. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo luôn nha. Hồi nãy mấy chế kia lấy cái màu kia, bây giờ còn lại một cái màu hồng nha. Cái màu hồng hình như còn cái màu đen ở đâu con? Cái màu đen. Ủa? Cái này cái màu hồng và màu đen nha. Đen hả? Không phải. Đen có. Đây. Nè, mấy chế nhìn nào thấy không? Đó, nó có hàng nút nha. Màu đen lắm. Rồi, chế nào lấy thì comment lấy. 60kg trở lại vừa nè, cái áo này nè. Cái áo này 60kg trở lại vừa màu hồng nâu nha. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế. Nè, mặc dưới chân váy này nè, một bộ như vậy là mấy chế đi đám được rồi đó. Lấy túi vô coi. Nè, cái túi kia. Đó mấy chế thấy không? Cái váy thì 60kg trở lại vừa. Có túi nha. 60kg trở lại vừa có túi. Rồi, cái áo như ta, áo 150 nha. Cái áo 150 nha, cái váy 190. Rồi, cái bóp như thế này là 390 nha. Bao đẹp. Đó, mấy chế như thế này là mấy chế đi đám cưới được rồi. Đúng không? Đó. Rồi, chế nào lấy thì comment lấy nha. Thảo nhắc lại cái túi như thế này là chỉ có 390 thôi. Chất da bao đẹp nè, mấy chế nhìn nó mềm nè nha. Đó. Chất da bao đẹp, cái túi 390. Có quẩy cũng vẫn được nha mấy chế. Đó. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái áo 150, cái váy 190, cái váy 60kg vừa. Cái áo cũng vậy luôn nha. Cái áo cũng 60kg nha. Rồi qua mẫu nha mấy chế. Qua mẫu nha mấy chế yêu ơi. Rồi cái mẫu đầm em đang mặc nha mấy chế ơi. Đầm em đang mặc 190.000 nha mấy chế. Đầm bon hai lớp cực kỳ đẹp luôn. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế. Cái hoa của nó cực kỳ sang nha mấy chế. Mấy chế không, cái đó chất vôi của nó lên da của mình rất là sang nha. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm theo số điện thoại 190.000 nha mấy chế ơi. 190.000 một đầm co giãn cực kỳ thoải mái ở phần bụng nha. 60kg trở lại đổ, 60kg đổ lại vừa nha mấy chế. 60kg đổ lại mấy chế mặc vừa nha. Bao đẹp luôn. Chế nào mình thích bẹt vai ra thì mình bẹt vai ra nha. Còn không thích bẹt vai thì mình có thể kéo lên như thế này cực kỳ đẹp luôn mà chỉ có 190.000 thôi. Chế yêu nào mình lấy mình comment giúp em nha mấy chế. 190.000 một đầm em đang mặc nha. Chất vôn cực kỳ đẹp luôn nha. Co giãn cực kỳ thoải mái luôn mấy chế, đừng có sợ mỏng nha mấy chế. Tại vì bên trong nó có may cho mình thêm một lớp như thế này nữa, nó một lớp ngoài và một lớp trong nữa nha. Không hề mỏng nha, cực kỳ dày đặn luôn mấy chế thấy không? Co giãn phần bụng nó cực kỳ thoải mái luôn. Mấy chế tìm đâu ra một cái đầm mà vừa mặc vừa dễ chịu mà vừa đẹp như thế này mà chỉ có 190.000 thôi. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại mấy chế yêu ơi, rất là đẹp luôn nha. Đó, phía dưới của nó là mấy chế may tầng cho mấy chế luôn rồi nha. Phía dưới của nó may tầng cho mấy chế luôn, nó may rất là kỹ, đẹp từng đường kim mối chỉ luôn. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế. Mặc vô rất là sang nha. Có cái mình mặc đi chơi hay đi đám tiệc đồ cũng rất là sang nha. Mà cái này mặc được hoài nó không có lỗi mấy chế. Nó mặc lên rất là sang luôn. Chế nào lấy thì mình comment giúp em rồi em qua mẫu nha mấy chế ơi. Chế nào lấy thì mình comment giúp em đầm đen kèm theo số điện thoại giúp em nha. 190.000 rồi em qua mẫu nha mấy chế. Em qua mẫu luôn nha. Mấy chế heo ơi, mình lấy tiếp nha. Có chế nào lấy túi này không mấy chế? Túi này chỉ với giá 390 thôi nha. Bao đẹp, ở phía trong bự rất là nhiều nha mấy chế, nhìn nó mềm nè đó. Mấy chế thấy chất cao, đưa gần cho mấy chế xem cái da của nó nè. Đó. Đó nha, bao đẹp nha. Có 390 thôi. Cái này cũng sang lắm nha mấy chế. Rất là sang luôn. Ai lấy thì comment lấy nha. Thích cầm thì cầm, thích quẩy thì quẩy nè. Đó. Bao đẹp nha. Rồi qua mẫu tiếp nha mấy chế. Rồi có chế nào lấy cái áo này không mấy chế ơi? 60kg trở lại vừa nha.
màu hồng da, ai lấy thì comment lấy hình Thảo nha. Còn một cái thôi, hình như còn cái màu đen đó con ơi, đưa mấy cái đó qua cho cô ơi, cái đen tua đây. Rồi chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế yêu. Rồi qua mẫu tiếp nha, qua mẫu luôn, qua mẫu nha. Đây đó, mấy chế thấy đẹp chưa, nguyên một hàng nút luôn đó, nguyên hàng nè. Chế dạ. Nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế. Dạ em chào chị Tình Hồng đó. Nha, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Hello mấy chế nha, hello chị Tình Hồng nha. Rồi chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đó sao một cái như vậy là có 150 thôi nha, 60kg trở lại vừa, có hàng nút nè mấy chế thấy không đó. Còn một cái duy nhất nha, màu hồng nu, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi qua mẫu luôn, qua mẫu luôn nha mấy chế, qua mẫu nha. Qua mẫu luôn nha mấy chế. Đây cái đầm nè mấy chế, cái đầm sọc như thế này nha, 55kg trở lại vừa, ai lấy đầm sọc này comment lấy giúp Thảo nha. 190k nha. Ở dưới nè mấy chế thấy nó xè xè không, 55kg trở lại vừa, đầm sọc này bao đẹp nha. Đó nè mấy chế nhìn cái chất vải nè, đó nó mịn mát, rất là mịn mát nha mấy chế, không hề nực nha, bao luôn, chất vải bao nha mấy chế. Đó đó, chỉ có 190 là được cái đầm này nha mấy chế, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. 55kg trở lại vừa, đầm liền dưới này nha mấy chế. Ở khúc dưới thì màu đen, khúc trên thì sọc nha. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cho xem áo. Áo gì? Cho xem áo dịu một tí. Áo gì em? Áo gì chị? Tình Hồng ơi, áo nào? Áo dịu hả? Rồi chế nào lấy cái này comment lấy giùm Thảo nha mấy chế. Màu hồng nha. Màu hồng. Đây còn một cái này nữa nha. Ủa cái này đặt về có ai lấy chưa ta? Cái này 150, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Ở phía sau đây, ở phía sau nó có nút vậy nè mấy chế ơi. Đó, ở phía sau nó có nút vậy nha, ở phía trước thì nó như vậy nha. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Để Thảo qua mẫu nha mấy chế. Ở bên hông nè mấy chế thấy nó tháp không? Đó, rất là đẹp. Đây cái size dài như vậy nha, 57kg trở lại vừa, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế. Cái này đẹp quá trời luôn mà có 150 nha. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Chất bao đẹp nè mấy chế nhìn thấy không, 55-57kg trở lại vừa, ai lấy comment lấy nha. Rồi cái này 60kg trở lại vừa. Rồi qua mẫu nha mấy chế, qua mẫu nha mấy chế yêu. Chị comment sao vậy chị Tình Hồng ơi, chị comment lại giùm nha, Thảo không có hiểu nha chế, không hiểu nha. Mặc thử đầm sọc cho em xem. Ok em nha chị Tình Hồng. Áo mặc rồi chân váy. Ok vậy chị lấy nguyên set này phải không chế? Lấy với chân váy hay sao? Nếu mà lấy set này áo mặc với chân váy nè chế ơi, mặc lại cho chế xem nè. Lấy thì ok, lấy là để nguyên set này rồi cho số điện thoại giùm Thảo nha chị ơi, chị Tình Hồng ơi. Đây rồi để mặc đầm sọc cho chị coi luôn nha. Chị đợi chút xíu nha chị Ngọc. Chị gì? Chị Nga Lâm. Chị Nga Lâm ơi, đây cái áo này là chị, áo này mặc với set nè nha, áo này mặc với cái váy nè, cái váy nè chị ơi, cái váy thì 190 nha. Đó nó có hàng nút nè chị thấy không, có túi luôn đó, có túi luôn nha. Rồi áo này 60kg trở lại vừa, chất co giãn nè chế thấy không. Đó cái áo 150, có hàng nút bên hông nè. Đó chế lấy thì comment lấy nha. Cái này là màu hồng da nha, màu hồng da nha chế, lấy thì comment nguyên set này nha. Rồi Thảo qua mẫu nha, chế lấy thì ok nha, ok cho số điện thoại nha chế Tình Hồng ơi. Chị Lan Lâm hả? Chị Nga Lâm em sọc này nè. Rồi qua mẫu luôn nha chế. Rồi cái mẫu đầm làm em đang mặc, chế nào lấy comment giúp em luôn nha mấy chế ơi. 190.000 một đầm em đang mặc nha. Có áo khoác nha chị Tình Hồng ơi, có áo khoác nha. Rồi cái mẫu đầm em đang mặc 190.000, chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. Nó đầm cực kỳ xinh luôn nha, 190.000 thôi, 60kg trở lại vừa nè mấy chế. Bầu bì mình mặc gần được luôn nha, tại vì cái phần thun này nó co giãn ra rất là thoải mái.
90k, 190k 53kg trở lại vừa nha. Cái đầm sọc này rất là đẹp nha mấy chế, nó co giãn nè mấy chế thấy không? Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cộng dây nịt 150, chế nào có nịt thì lấy nịt luôn nha mấy chế yêu. Cộng dây nịt 150 nha. Đó, vậy là mình đi tiệc được rồi đó mấy chế. Bao xinh bao đẹp luôn. Lấy cái đó chỗ coi lấy mấy túi coi. Cái túi đỏ này. Rồi, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi, lấy mấy túi nha con cặp. Rồi, cái túi như vậy nè mấy chế. Đó. Cái túi nè, đưa cho mấy chế xem cái túi nè. Màu đỏ đô. Quá là sang luôn nè mấy chế, nó da nó mềm mềm mấy không? Mấy chế thấy không? Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái túi này nhiều rồi. Cái túi này 290, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái túi 290 nha mấy chế. Đó. Cái túi 290 nha, cộng dây nịt 150. Cộng dây nịt 150 mấy chế, nhìn cái cộng dây nịt nè. Bao đẹp bao sang luôn nha mấy chế. Bao đẹp bao sang luôn. Rồi cái đầm á thì 190. Rồi comment màu và số điện thoại giúp Thảo nha mấy chế ơi. Em lấy sọc, ok Nga Lâm nha. Rồi cho chị số điện thoại nha em yêu ơi. Cho chị số điện thoại và địa chỉ nha. Còn áo khác không ạ? Áo khác nhiều lắm nha chị Tình Hồng ơi. Chị đợi chút xíu nha. Rồi lấy cái sọc, em có lấy cộng dây nịt không em ơi? Em có lấy dây nịt luôn không? Nè em dòm nè, cái sòn cực kỳ sang nha. Đó, chỉ có một cộng duy nhất nha. Mỗi kiểu là chỉ có một cộng thôi nha mấy chế. Bởi vậy ai thích thì comment lấy giùm Thảo nha. Chứ không có được hai cộng nha. Nhiều cộng nhưng mà nó chỉ có một cộng mà nhiều kiểu, nhưng chỉ một kiểu gọi là chỉ có một cộng thôi. Cộng dây nịt 150 nha. Ai lấy cộng dây nịt comment lấy nha. Rồi cái này 290 cái túi luôn nha. 290 cái túi luôn. Bao đẹp nha mấy chế. Đó, cái này có hai màu, màu trắng nha. Ok, ok chị nha Nga Lâm. Rồi. Chết đi. Cái này là màu đỏ và màu trắng nha. 290 nha mấy chế yêu. Bao đẹp luôn. Rồi. Chị Nga Lâm ơi, có lấy cái cộng dây nịt luôn không chị ơi? Cộng dây nịt rất là sang nha, chị lấy không? À đầm như tiền, đầm hết rồi nha Lê Thảo ơi. Đầm này qua chị qua là qua đầm khác nha. Đầm này chốt rồi em ơi. Đầm này chốt rồi nha. Lấy đầm sọc chốt coi. Đầm này chốt rồi. Rồi qua đầm khác nha Lê Thảo ơi, đầm sọc cũng giống như vậy nha. Đây, đầm sọc cũng giống như vậy nhưng mà đầm suông nha, không phải là đầm body giống hồi nãy nha. Đầm này đầm suông. Rồi, chị nào lấy thì comment lấy giùm Thảo nha. Mỗi thứ có một cái hoặc hai cái thôi nha mấy chế. Mỗi thứ có một cái hoặc hai cái thôi. Đây. Cái này 55kg trở lại vừa. 55-57kg trở lại vừa. Ai lấy comment lấy giúp Thảo nha. Cái kiểu rất là đáng yêu luôn nè mấy chế. Bao đẹp luôn. 55-57kg trở lại vừa. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế. Comment lấy giúp Thảo nha. Cộng dây nịt 150. Chế nào không thích mặt suông thì mình nịt nha. Chế nào không thích mặt suông thì mình nịt lại nha mấy chế. Đó. Bao đẹp nha. Đây. Rồi lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế yêu. Cộng dây nịt 150 nha. Dây nịt nó có rất là nhiều kiểu nha. Chế nào muốn lựa nịt thì Thảo đưa lên cho mấy chế lựa nha. Nhiều kiểu lắm nha mấy chế. Rồi có ai lấy không mấy chế? Cái đầm này có ai lấy không? Lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi cái đầm này đầm suông, đầm body nè mấy chế. Cái đầm này là dùng cho những người đô con nha. Đầm maxi á mấy chế. Nó dài xuống tới đây nè nha. 60kg trở lại vừa. 60kg trở lại vừa với giá 190. Cái đầm này nè form to nha, dùng cho những chế nào mà chịu thích đầm này mà maxi dài xuống tới gối á, để dành che đầu gối á, là mấy chế lấy cái này giùm Thảo nha. Đó, đầm này là đầm maxi nè, 190 nha. 190 Thảo đang mặc nè mấy chế ơi.
ơi, cũng 190 nha. Thảo đang mặc mã số 1, Đàm đang cầm là mã số 2. Ai lấy comment màu và mã số giúp Thảo nha. Comment màu và mã số giúp Thảo nha. Đồng giá 190 hai cái đầm này. Mã số 1 và số 2 đồng giá 190 nha. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo. Cộng dây nịt là 150 nha. Dây nịt nè mấy chế nhìn hộp nè. Đó, nó lấp la lấp lánh vậy nè mấy chế. Chế nào có lựa nịt thì Thảo đưa nịt lên cho mấy chế xem nha. Rất là nhiều mẫu nha. Rồi qua mẫu nha mấy chế. Rồi cái mẫu đầm em đang mặc nha mấy chế. Dùm cái dùm em đang mặc, cái dùm em đang mặc là 201 nha. Đó, dùm dây như thế này. Đó, chất của nó là chất phi lụa cực kỳ đẹp nha mấy chế ơi. Phi lụa cực kỳ hello đẹp chế nha. Phần Thái nha. Hello Thanh Long Quỳnh nha. Hello chế. Rồi 52kg trở lại vừa giúp em nha mấy chế. 52kg trở lại mình mặc vừa mẫu dùm này nha. Chế nào mình lấy dùm này thì mình comment giúp em là dùm kèm theo số điện thoại. 52kg trở lại vừa nha mấy chế. 52kg trở lại vừa. Chế nào mà mình cao người hơn em một tí xíu là mặc mẫu này bao đẹp luôn nha mấy chế. Nó còn có một cái dùm duy nhất thôi mặc đầm. Cái này là cái dùm thiết kế mấy chế mặc lên rất là sang nha. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế ơi. 201 một cái dùm nha mấy chế. 201 một dùm cực kỳ đẹp luôn. Gửi cái ống lên cho em đặt thôi. Nói đi. Em mấy chế cái ống quần của nó là ống lo như thế này nha mấy chế ơi. Đó, cái ống quần của nó là ống lo như thế này nha. Ống lo mà có gan nha mấy chế. Mấy chế thấy gan chưa? Đó, rất là sang nha. Chế còn màu nào nữa không em? Ủa? Mẫu này em chỉ có một màu thôi chị ơi. Cái mẫu dung này em chỉ còn một cái màu đen thôi nha. Nếu mà chế lấy thì mình chế comment. Màu đen là rất là sang nha chị ơi. Không có cái gì nào mà qua màu đen hết. Màu đen nó vừa che khuyết điểm cho chị nữa. Nhưng mà mặc lên rất là tôn da nha. Màu đen kế bận hoài, nó thịnh hoài, nó không quê nha chế. Có một cái thôi, chế lấy thì ok dùm Thảo nha. Rồi mấy chế ơi, chế nào lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế. 52kg trở lại vừa mẫu này giúp em nha, cực kỳ đẹp luôn mấy chế ơi. Mặc lên là vòng nào ra vòng nấy, cái dáng, tôn dáng của mình rất là đẹp nha. 52kg trở lại vừa. Rồi em qua mẫu luôn nha mấy chế ơi. Cái này là mặc vô là bao đẹp bao sang luôn đó mấy chế. Đó, mấy chế thấy không? Bao đẹp bao sang luôn. Cái này chỉ có 201 thôi, cực kỳ sang không mấy chế. Đó, rồi ở dưới nè mấy chế nhìn cái ống nè, ống loa nha, ống loa mà nó gan như thế này nè, rất là đẹp nha. Đưa gần cho mấy chế xem nè, đó, cái gan của nó nè mấy chế thấy không? Gan này là gan xịn nè. Đó, bao đẹp luôn nha. Rồi, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo cái zoom này nha. Rồi qua mẫu nha mấy chế yêu. Rồi qua mẫu cho mấy chế nha. Rồi chế nào có lấy cái này không ạ? À? Có lấy không mấy chế? Chế nào có lấy cái đầm suông này không mấy chế ơi? Lấy thì ok giúp Thảo nha, chỉ có giá 190 thôi. 55kg trở lại vừa, bao đẹp luôn nha mấy chế nhìn nè. Đó, cái chất vải nè nó co giãn rồi mấy chế thấy chưa? Bao đẹp nha. Rồi, qua mẫu nha mấy chế yêu. Qua mẫu nha. Qua mẫu cho mấy chế xem nha. Cái đầm màu nâu này rất là đẹp luôn nè mấy chế. Mà nó có lớp gan ở dưới nè nha. Trước khi mặc cho mấy chế xem nè. Đó, cái cổ tim sâu xuống nè, bao đẹp luôn nha. Rồi nó có túi nè. Đó, cái tay thì nó bo nè mấy chế thấy không? Dài xuống dưới chân này nó gan. Đó, mấy chế thấy không? Rất là đẹp luôn. Mặc thử cho mấy chế xem nha. Cái này chỉ với giá 190k thôi. Ai lấy thì comment lấy nâu giùm Thảo nha. Mỗi thứ chỉ có một cái thôi nha mấy chế yêu. Mỗi thứ chỉ có một cái thôi. Bao đẹp nha. Đó, mặc thử cho mấy chế xem nha. Đó, mấy chế thấy đẹp chưa? Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo màu nâu nha. Nè mấy chế nhìn nè. Nó co giãn vậy nè nha. 60kg trở lại vừa. 55-60kg trở lại vừa. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Bao đẹp luôn. Bao đẹp luôn nha mấy chế. Đó, cái gan này mấy chế thấy không?
màu nâu này nó sang lắm nha mấy chế, rất là tây nha mấy chế. Nhìn nè, để cái tay lên nó trắng vậy nè mấy chế, thấy không đó, bao đẹp luôn. Cái này chỉ có 190 thôi, ai lấy comment lấy giúp Thảo nha. Cộng nghi nịch thì 150, chế nào thích nịch thì nịch, không thích nịch thì khỏi nịch. Đây cộng nghi nịch 150, bao sang nha mấy chế, rất là đẹp nha. Nè mấy chế thấy không, rất là sang, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đầm như thế này nè mấy chế, mình đi đám cưới là được rồi đó. Đó, vậy nó rất là sang mà chỉ có 190 thôi. Bao đẹp luôn nha mấy chế. Cộng dây nịch nè. Đó, dây nịch rất là đẹp nha, dây nịch có 150 thôi. Được cái màu cho cô. Đây, mấy chế ơi, mấy chế mặc cái này 190 phải không? Mấy chế quẩy cái bóp lên. Đó. Cái bóp này chỉ có 240 thôi nha. 240 thôi nha mấy chế. Chế nhìn nè, đó bao đẹp luôn, cái bóp 240 thôi đó, đựng rất là nhiều kiểu mà cái da nó mềm nè mấy chế đó. Rồi chế nào có xem thì nhớ chụp tin nhắn lên, gửi tin nhắn cho Thảo nha. Đó, màu bóp 240 rồi, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đây còn cái này nữa đó mấy chế, thấy không, cái này 340, ai lấy cái này comment lấy nha. Màu bò, cái chế quẩy gì cũng được nha, cầm màu bò rất đơn giản nhưng rất là xinh. Rồi màu nâu, rồi màu nâu luôn nha, chế nào lấy thì comment lấy, mình bận màu nâu mình quẩy màu nâu cũng rất là đẹp nha mấy chế. Đó, cái bóp với 390 thôi, cực kỳ sang không mấy chế. Rồi ai lấy nâu comment nâu nha. Rồi qua mẫu nha mấy chế ơi. Rồi cái set em đang mặc luôn nha mấy chế, set em đang mặc 57kg đổ lại vừa giúp em nha. Một cái màu xám cực kỳ đáng, cực kỳ sang nè mấy chế, rất là sang luôn nha. Đây nó in hoa nè, rồi dòng chữ nè mấy chế. Đó, cái mẫu của nó đơn giản nhưng mà rất là sang, 57kg trở lại vừa, co giãn cực kỳ thoải mái nha. Len này là len mềm hả mấy chế, len mềm co giãn cực kỳ thoải mái, mặc cực kỳ mát luôn. Cái form áo của nó nè, em để ở ngoài cho mấy chế dễ xem hơn nha. Đó, cái form áo ở ngoài nó như thế này nè, nó cực kỳ đẹp luôn. Mấy chế mặc mối quần jean hay quần sọt ở ngoài vẫn được luôn nha mấy chế. Giá chỉ 190 một cái set này thôi. Cái chất len này em lay gần cho mấy chế nhìn kỹ hơn nha. Nó chất len nó mềm mịn mà nó co giãn nha mấy chế, len mềm mịn co giãn đàng hoàng luôn nha. 190.000, chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế ơi. Chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. 190.000 nha, co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Giá của nó là 190, 57kg đổ lại vừa set này nha mấy chế. 57kg trở lại vừa mấy chế, mặc set này là bao đẹp luôn mấy chế, cực kỳ dày đặn luôn, không hề mỏng, không phải là loại vỏ mà mình mặc vô nó nóng luôn nha mấy chế. Cái này là len thun mặc rất là mát, mặc như vải bình thường nhưng nó mặc rất là mát luôn nè mấy chế. Để theo thùng như thế này là rất là sang luôn ha. Đó, một cái màu xám duy nhất thôi, chế nào lấy set em đang mặc mình comment giúp em set nha mấy chế ơi. Chế nào mình lấy set em đang mặc comment giúp em set nha mấy chế. 190.000 một cái set này nha, cực kỳ đẹp luôn mấy chế. Chất len là mình tới đâu rồi nó ôm dáng của mình tới đó nha, rất là sang. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha. Rồi em qua mẫu luôn nha mấy chế ơi. Chế nào mình lấy set thì mình comment giúp em set, lần em qua mẫu nha mấy chế. 190.000 bao đẹp nha. Rồi em qua mẫu luôn mấy chế ơi. Rồi ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế ơi. Mấy chế à, hàng bao đẹp nha mấy chế. Mấy chế chia sẻ giúp Thảo nha. Qua mẫu tiếp nha mấy chế yêu. Cái túi rất là đẹp luôn mà không có chế nào mua phải không? Không mua Thảo sách nha, đừng có tiếp nha. Bao đẹp luôn mà cái da nó mềm nè mấy chế, chỉ có 390 thôi. Mấy chế đi ra ngoài là từ 5-700 nha, không có giá này nha mấy chế yêu. 5-700 nha. Đó, rồi chế nào lấy thì comment lấy giùm Thảo cộng dây nịch này đây. Nếu ai không có thời gian thì chụp lại nha, chụp màn hình lại gửi inbox cho Thảo nha. Đó, cộng dây nịch như thế này chỉ có 150 thôi. Bao đẹp, bao sang nè mấy chế nhìn nè. Đó, cái hộp lấp la lấp lánh luôn nha. Rồi chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha.
Rồi qua nẩu nha mấy chế. Rồi set này nữa nha mấy chế ơi, set tím nha. Set này cực kỳ đẹp luôn nè mấy chế. Hả mấy chế thấy không? Nó nhìn mặt vô rất là sang nha. Chia sẻ giúp chế Thảo nha mấy chế yêu. Chế nào mình to người hơn em một tí xíu là mặt mẫu này là bao đẹp luôn á mấy chế. Đó cái này nó rộng nữa ha. Cái form dài nè, cái này là tầm khoảng 57kg trở lại vừa giúp em nha mấy chế. 57kg trở lại vừa. Chế nào lấy set tím em đang mặc comment giúp em set tím nha. Cực kỳ đẹp luôn, mặc vô co giãn thoải mái nha mấy chế. Mặc rất là mát dễ chịu lắm. Chế nào lấy thì mình comment giúp em nha. Nó set như thế này là 190.000đ. Nguyên một set áo hoặc cái chân váy như thế này nha mấy chế. Áo mấy chế có thể phối lẻ với bất cứ cái quần khác đều được nha mấy chế ơi. Đó, cái áo mà phối tay rất là sang nha. Một màu tím rất là ngọt ngào luôn. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em set kèm theo số điện thoại nha. 190.000đ một set nha mấy chế. 190.000đ một set mấy chế. Mặc lên là tôn dáng dã man luôn mấy chế. Mặc lên rất là tôn dáng nha. 190.000đ thôi, 57kg trở lại vừa. Chế em nào lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế. Đó, chế em nào mình lấy set em đang mặc thì mình comment giúp em set nha. 57kg trở lại vừa giúp em nha mấy chế. Co giãn nha mấy chế thấy không? Rất là co giãn nha. Mặc tới đâu tôn dáng tới đó cực kỳ sang luôn. Chế nào lấy set tím em đang mặc comment giúp em nha. Rồi em qua mẫu luôn mấy chế. Em qua mẫu nha. Rồi chế nào lấy đầm này comment lấy giúp Thảo nha. Với giá 190k đầm đen 60kg trở lại vừa, 60-62kg trở lại vừa, bao đẹp nha. Nè mấy chế nhìn nè, nó đen, nó màu đen nó rất là đơn giản nha. Đơn giản nhưng nó sang nha mấy chế. Đó có xẻ tà nè nha. Đó tà thấp tà cao nè mấy chế thấy không, đẹp chưa. Đó chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. 60-62kg trở lại vừa đầm suông nha. Nè đưa gần cho mấy chế xem cái chất của nó nè. Đó co giãn bao đẹp nha. Cái này là len mịn mát nha. Mịn mát không hề nực nha. Len mùa thu bao đẹp luôn. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế yêu ơi. Comment lấy giúp Thảo nha. Cái đầm màu đen nè mấy chế nhìn cái cổ nè, rất là đẹp luôn. Mấy cái cổ về rất là sang nha mấy chế. Đó nó không có túm nha. Đó cái cổ này nè, nó thuyền ra vậy nè. Đó cái tay thì nó ôm vô người mình vậy nè. Đó chất bao đẹp luôn, chỉ với giá 190k thôi mấy chế nhìn nè. Đó bao đẹp nha. Ai lấy thì comment lấy đầm đen giùm Thảo nha. 190k 60kg trở lại vừa, 62 cũng vừa luôn. Hello mấy chế yêu, mấy chế yêu ơi, chia sẻ giúp Thảo nha. Chia sẻ nha. Rồi qua mẫu tiếp nha mấy chế. Đó mấy chế thấy nè, đầm này nè cực kỳ sang nha. Nó đơn giản như thế này mặc vô rất là đẹp. Rồi chế nào lấy đầm này comment lấy nha. Cái này màu gì cơ nè, cái tay nó cũng lạ nè mấy chế thấy không. Cái này là màu đỏ huyết nè. Đó mấy chế thấy không, bao đẹp luôn. Cái tay của nó nè, đó đưa gần nhìn cho mấy chế xem nha. Đó 60kg trở lại vừa, đầm đỏ huyết này nha. 190 thôi. Rồi qua mẫu tiếp nha mấy chế. Cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi em qua mẫu
chế? Có hai màu thôi, màu xanh và màu đỏ đô nha mấy chế yêu. Đây, rồi mấy chế ơi. Đó, chế nào mà thích mặc cái này comment lấy giùm Thảo nha. Đó. Cái đó, cái áo này áo da ra nha mấy chế. Đó, mấy chế thấy không? Áo bà ra nha. Bao đẹp luôn nè mấy chế, nhìn nè, đưa gần cho mấy chế xem nha, ở phía trước đây. Đó, chế nào lấy thì comment lấy nha. Cái nhiêu chị mặc cho em coi xem cái thứ hai nhé. Xem cái thứ hai kìa. Rồi, ok chị nha. Ok. Ok chị Thanh Long Quỳnh nha. Rồi, chế nào mà áo bà ra lấy comment lấy giùm Thảo nha. Đó, một cái này 150. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đó, mấy chế nhìn nè. Đưa vô rất là đẹp nha, bận như mấy cái áo mỏng mỏng nha, rất là đẹp luôn. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi cái đầm á chị ơi, chị mặc với quần đầm ở trong, quần ren như thế này rất là đẹp nha. Thảo có bán quần ôm mông nữa nha mấy chế. Quần ôm mông nữa nha. Đây cái quần như thế này nè mấy chế. Đó. Nè mấy chế thấy không? Đó, bao đẹp luôn. Cái này chỉ có một. Cái này chỉ có 90k thôi. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái này 90k nha. Ai lấy thì comment lấy nè. Mấy chế nhìn nè. Quần hàng Quảng Châu nha mấy chế yêu. Quần hàng Quảng Châu nha. Chế nào lấy comment lấy nha. Nó có hai màu. Có hai màu nha. Màu hồng nè. Màu hồng màu da đó. Màu hồng da nha mấy chế. Và màu đen. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đó. Bao đẹp luôn nè mấy chế. Đó. Bận mấy cái đầm, bận mấy quần này ở trong nè mấy chế ơi. Rồi ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái quần chỉ có 90k thôi. Rồi quần mông nâng mông nè mấy chế. Thảo cho mấy chế xem là quần nâng mông nha. Quần nâng mông nè mấy chế ơi. Đây. Nó rất là ôm bụng nha. Chị ơi, chị Thanh Long Quỳnh ơi, chị thấy không? Nè, nó ôm bụng rất là co giãn 4 chiều nha. Đó. Cực kỳ đẹp nha chị. Nè, nâng mông nha. Đó, nè chị nhìn nè, cái chất hàng Quảng Châu nó khác cái hàng chợ dữ lắm nha chế. Mặt cực kỳ mát nha, không hề nóng nực nha. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế yêu ơi. Comment lấy giúp Thảo nha. Rồi, chế nào lấy thì quần nâng mông thì comment lấy quần nâng mông giùm Thảo nha mấy chế. Nha, ai lấy thì comment lấy nha. Đó, quần nâng mông nha, 101 một cái nha. 101 một cái quần nâng mông. Ai lấy thì comment lấy nha. Rồi qua mẫu tiếp nha mấy chế. Rồi cái đầm em đang mặc nha mấy chế ơi. Đầm em đang mặc là 190.000 nha chị Thanh Long Quỳnh ơi. À, mã số nữa, cái nữa con chụp hình cái này đi. Cái số 2 là cái này đúng không chị ơi? Cái thứ hai đầu tiên là cái thứ hai là cái này đúng không chế? Đúng thì chế comment giúp em nha. Cái này 190k nha. Áo beo 190 nha chị Thanh Tuyền ơi. Áo beo là 190.000 nha. Áo sơ mi beo nha. Áo sơ mi beo bao đẹp luôn nha mấy chế. Nè, ở đây nè có chất thun co giãn nè mấy chế thấy không? 55kg trở lại vừa, bao đẹp luôn. Rồi Thảo sẽ mặc áo beo thử cho mấy chế xem nha. Rồi chị Thanh Long Quỳnh ơi, có lấy đầm em đang mặc thì mình comment giúp em nha chị ơi. Đầm em đang mặc là giá của nó là 190.000 nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn, chất cái von 2 lớp nha mấy chế. Đó mấy chế thấy không? Von 2 lớp nha. Bao đẹp, bao mỏng nha mấy chế. Cái von này là von lụa nha mấy chế. Von lụa mặc cực kỳ mát, không hề mỏng nha. Bao đẹp luôn. Chỉ có 190 thôi mà nó hai lớp. Cái này bằng cái giá tiền may thôi nha mấy chế. Bằng cái tiền may thôi nha. Nhưng mà cái hàng thiết kế người ta, một khi người ta xuất ra là mấy ngàn cái đầm, người ta phải làm cho nó đẹp. Mấy chế nhìn nè, nó đẹp từng đường kim mối chỉ luôn á. Nè cái hàng dúng của nó nè. Đó mấy chế thấy không? Hàng dúng đó, nó bự, dây thun bự nè. Nhưng mà dây thun của nó co giãn là nhẹ thôi nha mấy chế. Nhẹ nó làm kiểu thôi, không hề siết bụng nha. Không hề siết bụng nha mấy chế. Bao đẹp luôn. Rồi chế nào lấy comment lấy nha. Qua mẫu nha. Rồi cái đầm này Thảo đang mặc nha. 190k nha. 60kg trở lại vừa. Nè mấy chế nhìn nè, cái kiểu nó rất là sang không? Nó đơn giản nhưng cực kỳ sang nha. Đó, nó có một cái một duy nhất thôi. Cái này là màu kem nha. Màu đỏ đô và màu kem. Ai lấy comment lấy giùm Thảo nha. Ai lấy comment lấy nha. Chế ơi, có ngắn hơn tí không chị? Cái này là không. Cái này muốn ngắn rất là dễ nha. Em muốn dài thì khó. Mình nói thêm không có hạ trùng giải với nhau.
Nhưng ngắn là em kéo dây thun lên là nó đã giật lên rồi. Cái thứ hai nữa, không mấy em cắt ngang rồi xe lai lại thế là xong. Ngắn rất là dễ, nhưng em muốn dài rất là khó. Rồi, em lấy thì comment lấy giùm chị nha. Với giá 190k, bao đẹp luôn. Rồi, cái đầm đỏ nè, đầm đỏ đô 190k. Rất là đơn giản và nó sang lắm nha mấy chế. Đó, mấy chế nhìn cái chất vải nè, đưa gần mấy chế xem nè. Đó, màu đỏ quyết nha. Cái này đỏ quyết chứ không phải đỏ đô. Cái đỏ này cực kỳ sang nha mấy chế. Không phải là mà đỏ mà đỏ lè, đỏ lét nha. Đó, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi Thảo qua mẫu nha. Qua mẫu cho mấy chế xem nha. Qua mẫu lẻ lẻ cho mấy chế nha. Ai lấy cái gì thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi cái đầm này đầm sơ mi nha. Đầm sơ mi. Đây áo sơ mi nha. Áo sơ mi mà nó có dúng này này đây nè mấy chế. Rất là sang luôn nha. Một cái chỉ có 190 thôi. Em lấy đi chị. Ok em nha. Cho chị số điện thoại và địa chỉ nha em yêu ơi. Đây, cái này có 3 màu nha, số lượng có hạn nha. Chế nào lấy thì comment lấy lẻ lẻ giùm Thảo nha. Áo sơ mi này cực kỳ sang lắm nha mấy chế. Đó, nè, cái tay nó dúng nè mấy chế thấy không. Cái màu này là màu hồng nha, màu hồng nhạt nha. Cái này thì màu hồng gì sao? Màu beo. Beo nha, màu hồng. Còn cái này là màu da. Còn cái màu da nha. Và một cái màu rêu, một cái 190 thôi. Có 3 cái duy nhất, chế nào comment trước thì lấy trước nha. Chị Thanh Công Quỳnh nó lấy đầm hoa cho em xin số điện thoại nha chị ơi. Mấy chế ơi, thấy không, dễ thương, rất là dễ thương luôn. Mà nó sang kìa nè mấy chế. Chỉ có 190 thôi, bao đẹp nha. Đó, ở đây nguyên có vàng dây thun nó ôm cái bụng mình lại nha. Đó, mà beo rất là sang. Ai lấy thì comment lấy nha. Cái Thảo đang mặc là một cái màu hồng, cái màu da và cái màu rêu. Ai lấy thì comment lấy giùm Thảo nha. 190k, số lượng có hạn nha mấy chế yêu. Chỉ có 3 cái thôi. Nè mấy chế nhìn phía sau nè. Đó, phía sau của nó là bao đẹp luôn nha. Ai đấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Chị Thanh Long Quỳnh lấy đầm trắng cho em xin số điện thoại nha chị ơi. Đó, chị Thanh Long Quỳnh cho Thảo số điện thoại nha chị ơi. Ai cho số điện thoại trước thì chốt cho mấy chế đó trước nha. Một khi mà mấy chế ơi, mấy chế nào nhắc mấy chế luôn nha. Chế nào á mà có mua đồ bên Thảo thì comment màu, mã số và cộng số điện thoại giùm Thảo nha. Xin nhiều cũng mệt lắm mấy chế mà mất thời gian cả hai bên nữa. Mất thời gian cả mấy với mấy chị em mình nữa. Rồi chế nào lấy thì comment lấy nha. Đầm sơ mi bao, thấy áo sơ mi bao nha. Rất là đẹp luôn à, cái tay nè mấy chế thấy không. Dúng dễ thương cực kỳ luôn. Cái này bận với chân quấy nha. Bận với chân quấy cũng đẹp mà bận với quần jean cũng đẹp. Hay là dưới quần sọt thì cũng ok nha. Chế nào lấy thì comment lấy giùm Thảo nha. Cho em xin số điện thoại chị ơi, lấy đầm cho em xin số điện thoại nha. Đó, mấy chế nhìn nè, màu rêu nè, sang cực kỳ không? Đó, màu rêu nha. Đó, chế nào lấy thì comment lấy nha. Rồi, màu da, ai lấy thì comment lấy giùm Thảo nha. Đó, rồi Thảo đang mặc là màu hồng. Bao đẹp luôn nha mấy chế, rất là sang. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Rồi chị Thanh Long Quỳnh ơi, cho Thảo xin số điện thoại nha chị ơi. Okay. Ok chị Thanh Long Quỳnh nha, em thấy số điện thoại rồi nha chị ơi. Rồi chế nào lấy cái nào comment lấy giúp Thảo nha. Qua mẫu tiếp nha mấy chế. Qua mẫu nha mấy chế yêu ơi. Rồi qua mẫu nha, chế nào lấy cái nào thì comment lấy giùm Thảo nha. Màu da nha, màu da. Màu hồng Thảo đang mặc nha. Rồi cái này thì màu rêu. Rồi comment màu giùm Thảo nha. Chỉ có 3 cái duy nhất thôi. Ai comment trước Thảo chốt trước nha. Ai comment trước Thảo chốt trước nha mấy chế yêu ơi. Rồi qua mẫu tiếp nha. Qua mẫu nha. Trời ơi, cái beo này nó đẹp vậy nè mấy chế. Lên cực kỳ sang nha. Đó, 53kg trở lại vừa. Ai lấy comment lấy nha. Chỉ có giá 240 thôi. Bao đẹp, mặc vô không hề thấy bụng nha mấy chế. Mấy chế nhìn nó dúng nè. Đó, ở dưới nè. Đó, hồi nữa mẫu mặc cho chế coi nha. Rồi, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế ơi.
Rồi, qua mẫu nha mấy chế. Sao nãy con nở mặt cái kia rồi mặt đi. Rồi, qua zoom nha mấy chế ơi. Qua zoom này sang cực kỳ luôn, 54kg trở lại vừa. Cái này là bao đẹp nha mấy chế. Đây, zoom nha. 54kg trở lại vừa, bao đẹp luôn. Cái này với giá 230 thôi, cực kỳ sang. Rồi. Rồi, cái này nó có kéo, có gì á. Rồi, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha mấy chế ơi. Rồi, ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đó, 54kg trở lại vừa. Bao đẹp luôn. 54kg trở lại vừa nha mấy chế. Đó, mặc như vậy là không thấy bụng nha. Rồi, chế nào lấy giùm em đang mặc comment giúp em nha mấy chế ơi. Giùm kim sa cực kỳ đẹp luôn. 54kg trở lại vừa nha mấy chế. Phía sau của nó như thế này nha. Đó, phía sau của nó hở lưng nha mấy chế. Nó cực kỳ sang luôn nha. Cái này mặc cực ba, mặc bao đẹp luôn. Chế nào mình lấy giùm này thì mình comment giúp em kèm theo số điện thoại nha mấy chế. 230 một cái giùm nha. 230 một cái giùm này mặc lên cực kỳ sáng luôn mấy chế. Nó lấp lánh nha, rất là nổi bật luôn. 54kg trở lại vừa nha mấy chế ơi. 54kg trở lại vừa giúp em nha. Chế thằng lấy giùm thì comment giúp em là giùm nha mấy chế. Đây phía sau của nó. Đó, cực kỳ đẹp nha. Hở lưng như thế này nha mấy chế. Nó rất là sang luôn. Chế thằng lấy comment giúp em nha. Cái mẫu này mà mấy chế mặc đi đám tiệc là mấy chế là mặc rất là nổi bật luôn đó mấy chế. Nó chiếu lấp lấp lánh là mình đi ban đêm cũng đẹp nữa mấy chế. Ban đêm dạ đèn vô các giùm này nó rất là sang luôn. Chế thằng lấy mình comment giúp em kèm số điện thoại nha. Giùm kim sa cực kỳ đẹp luôn. Giá của nó chỉ có 230 một cái giùm thôi nha. 230 một giùm. Chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. 230 một giùm em đang mặc nha. Rồi em qua mẫu nha mấy chế. 54kg trở lại vừa. Chế nào lấy thì mình comment lấy giúp em nha. 54kg trở lại một, trở lại mình mặc vừa mỗi giùm này nha mấy chế. Rồi qua mẫu nha. Rồi mấy chế ơi, chế nào lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế. Rồi em qua mẫu nha mấy chế. Rồi, mấy chế ơi, có ai lấy áo sơ mi này không ạ? À? Đẹp lắm mà. Đó. Rồi, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái này nè, mấy chế thấy che không? Che bụng nha. Che bụng lại, không thấy bụng nha. Rồi, Thảo sẽ qua mẫu cho mấy chế xem nha. Rất là đẹp luôn. Qua mẫu nha mấy chế ơi, đẹp lắm nha. Rồi, Thảo sẽ mặc áo khác cho mấy chế xem nha. Đây. Cái áo sơ mi này. Rồi, cái áo sơ mi màu hồng, màu da và màu rêu. Nó có 3 màu thôi nha mấy chế. Rồi qua mẫu tiếp tục nha. Màu hồng, màu da và màu rêu. Bao đẹp, bao sang nha mấy chế. Đó. Đẹp cực kỳ không? Chỉ có 190k cực kỳ rẻ luôn. Rồi qua mẫu tiếp nha. Qua mẫu nha. Qua mẫu áo khác cho mấy chế xem nha. Rồi cái mẫu đầm em đang mặc em mới chế. Đầm có một con mèo phía trước ngực nha. Cái này chất lên bao đẹp luôn. Màu kem 190.000. 53kg trở lại vừa. Chế nào lấy đầm kem này thì mình comment giúp em đầm kem nha mấy chế ơi. Rất là đẹp luôn. Cái tay của nó lỡ lỡ như thế này nha mấy chế. Tay lỡ như thế này mà chỉ có 190.000 thôi. Có một cái túi cho mấy chế là cực kỳ xinh luôn nha. Hai bên nó có sẻ như thế này nha mấy chế. Hai bên có sẻ nha. Mặc lên cực kỳ tôn dáng luôn. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế yêu ơi. 190.000 một cái đầm em đang mặc nha. 53kg trở lại vừa nha mấy chế. Nó có thêu một cái con mèo, cái này là nó thêu nha mấy chế. Cái này là nó thêu chứ không phải là dán nha. Nó thêu đính như cho mình luôn nên mình không có sợ gớt ra nha. 190.000 chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế ơi. Tay lỡ nha, nó cực kỳ đẹp nha mấy chế. 190.000 một cái đầm len co giãn cho mình cực kỳ thoải mái nha. Mặc lên rất là tôn dáng nha mấy chế. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha. Em qua mẫu nha mấy chế. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm theo số điện thoại nha. 190.000 rồi em qua mẫu luôn nha mấy chế. Em qua mẫu luôn nha. Rồi qua mẫu nha mấy chế ơi. Qua mẫu luôn. Nào con máng này lên đi. Cái này đẹp quá. Cái này cũng mặc vừa luôn ha.
Rồi, chế nào lấy áo beo này comment lấy giúp Thảo nha. Áo beo. Áo beo này chỉ có 180 thôi nha mấy chế. Rất là đẹp. Ủa sao? 180 thôi mấy chế ơi. Đây, mấy chế nhìn nè nha. Beo tay dài, mặc với áo quần hay là váy gì cũng rất là ok nha. Rồi nó dúng hai bên đây nè, mấy chế thấy người mẫu bên bên tường Thảo ốp không? Đó, người mẫu bận cực kỳ đẹp nha. Đó, mấy chế thấy không? Hai bên luôn, hai bên nó đều dúng như thế này. Đó. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Một cái chỉ có 180 thôi, bao đẹp. Áo beo. Rồi chế nào lấy beo comment lấy nha mấy chế. Áo beo luôn. Nó có chất co giãn nha mấy chế ơi. Co giãn nha. Đó. Áo beo. Bao đẹp luôn. Đây ở bên hông của nó nè mấy chế thấy không? Đó. Rồi ở bên đây cũng vậy, nó dúng lại. Rồi mấy chế thích nhúng nhiều, giật lên cho nó model nữa thì mấy chế vút mạnh lên là nó sẽ giật lên nữa nha. Ai lấy cái này comment lấy giúp Thảo nha. Áo beo 180, bao đẹp. Ai lấy thì comment lấy nha. Chế nào lấy cái này mình bận với quấy ha, quần jean ha, quần sọt gì cũng đẹp hết. Chế nào lấy thì ok giùm Thảo nha. Chỉ có 180 thôi, beo rất là sang luôn. Đó, mấy chế muốn đóng thùng thì mình đóng cũng rất là đẹp nè. Rất là đẹp luôn. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đó. Bao đẹp, bao sang nha mấy chế. Rồi, cái áo như thế này là chỉ có 180k thôi. Áo beo. Có một cái duy nhất. Chế nào lấy comment lấy giúp Thảo nha mấy chế. Đẹp lắm nha. Qua mẫu tiếp nha mấy chế. Qua mẫu luôn. Rồi, cái mẫu đầm mà beo em đang mặc nha mấy chế ơi. Cái mẫu đầm beo em đang mặc nha. Cái này là 200 mấy gì 21 240 một cái mẫu đầm beo em đang mặc nha mấy chế. 55 53 53 ký đổ lại vừa nha. Chế nào lấy mình cờ hôm bữa người ta chốt cái beo đó vậy tốt không? Chốt cái beo bữa tôi nói là 5 ký. Chốt chốt không ha. Rồi chế nào lấy đầm beo em đang mặc thì comment giúp em kèm số điện thoại với mấy chế. Cái cổ của nó là chế không? Sang, cực kỳ sang nha. Đây nè, nó kiểu nó như thế này, em chế kiểu nha. Nó rất là đẹp luôn, mặc lên như thế này. Nó cực kỳ tôn dáng luôn, rất là sang. Chế nào? Chế nào lấy đầm beo em đang mặc comment giúp em đầm beo kèm theo số điện thoại nha mấy chế yêu ơi. 53kg trở lại vừa nha. Mặc lên cực kỳ sang luôn mấy chế. Rất là dễ thương. Chế nào mình to người nghe một tí xíu là mặc mẫu này bao đẹp luôn nha. Chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm theo số điện thoại nha mấy chế. Cái này là bán khách order rất là nhiều luôn á mấy chế. Đó, nên nhập về bán like cho mấy chế luôn nè mấy chế ơi. Chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha. Mặc đi tiệc hay đi đám đồ rất là sang luôn. Chỉ có 190, chỉ có 240 một cái đầm này thôi nha. 240 một đầm bao đẹp luôn nè mấy chế. Phía dưới của nó nè mấy chế. Phía dưới có ghen cho mình luôn nha. Nó phía dưới của nó là một lớp ghen nha mấy chế như thế này. Ghen cực kỳ sang luôn. 240 một cái đầm này quá xuất sắc luôn mấy chế ơi. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha. Nó một cái ghen như thế này quá là sang luôn ha mấy chế yêu ha. Chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm theo số điện thoại nha. 55kg trở lại vừa. 240 một đầm chất vải hàng Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn. Không hề mỏng nha mấy chế. Chất hàng Quảng Châu là bao đẹp luôn. Chế nào lấy thì mình comment giúp em nha. Rồi em qua mẫu nha mấy chế ơi. 240 mặc lên cực kỳ dễ thương luôn nè mấy chế. Chế nào lấy thì mình comment giúp em nha. Màu đỏ này không hề nổi nha mấy chế. Đỏ này nó có pha với beo đó, nó pha beo đen nè. Đó, nó hòa với nhau á nên là không có mấy gì nổi nha. Mặc lên rất là tôn da luôn mấy chế thấy không lên nè. Đó, mặc lên trắng da cực kỳ luôn nha. Ở ngoài em rất là đen luôn mà mặc cái mẫu này lên là rất là tôn da. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại là em qua mẫu nha mấy chế. Chế nào mình lấy thì mình comment số điện thoại giúp em nha. Giá của nó chỉ có 240 thôi. Rồi em qua mẫu nha mấy chị ơi. Em qua mẫu luôn nha mấy chế. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha. Rồi em qua mẫu luôn mấy chế ơi. Rồi bây giờ mình qua áo khoác nha mấy chế. Em mặc thử áo khoác cho mấy chế xem nha. Đây cái áo khoác này có giá là áo khoác này. Áo khoác kaki nha, 220 một cái áo khoác.
cực kỳ đẹp luôn. Chế nào lấy áo khoác thì mình comment giúp em nha. Áo khoác này thì em còn có hai màu thôi mấy chế ơi. Áo khoác thì còn có hai màu thôi. Mà em đang mặc là màu xanh nè, màu xanh và màu xanh ngọc có mấy chế, xanh ngọc và cái màu màu cam nha mấy chế. Mấy chế comment giúp em cam đi ha. Chế nào mà lấy xanh thì comment giúp em xanh, lấy cam thì mình comment giúp em cam nha. Màu gì thì em cũng gõ 220 một cái áo khoác nha mấy chế. 220 một cái áo khoác chất kaki bao đẹp luôn mấy chế ơi. Đó mấy chế mặc lên rất là bụi nha. Cái mẫu này bán cũng rất là chạy luôn mà chỉ còn bán được có hai, còn có hai cái thôi nè mấy chế. Bán còn có hai cái hai màu, chế nào lấy thì mình comment giúp em nha. Đó có màu ghiêu luôn nha mấy chế. Mấy chế qua tường bên em xem nó có rất là nhiều màu nha, nhưng mà bây giờ chỉ còn có hai màu thôi. Chế nào mình thích màu đó thì cứ nhắn tin bên inbox rồi mình rồi em đặt hàng về thêm cho mấy chế nha mấy chế. Cái này mặc lên cực kỳ modern luôn đó mấy chế, rất là bụi nha. Đó. Cái này thì tầm khoảng 50 57 hả cô? Áo khoác này 57 chưa? Rồi áo khoác này 57 kg trở lại vừa giúp em nha mấy chế. Nếu mà chế nào mà mình 60 kg thì mình dùng khoác ngoài như thế này nó cũng rất là bụi. Đó, nếu mà mấy chế mà mặc dùng để mình phối với mấy cái áo lẻ thì mình khoác như thế này 60kg vẫn được luôn. Còn nếu mà mấy chế nào muốn làm áo khoác thì tầm khoảng 57 giúp em thôi nha. 57 giúp em thôi mấy chế. Mặc vô như thế này là bụi cực kỳ nha mấy chế. Phía sau của nó có hàng chữ nha. Đó, cái này em còn màu cam với màu xanh. Mấy chế thích săn lai thì mấy chế săn nha. Nhưng mà cái này mình mặc săn lai lên thì nhìn nó rất là bụi. Chế nào lấy thì mình comment giúp em là cam hoặc xanh nha. 220 một cái áo khoác chất kaki cực kỳ dày đặn nha, bao đẹp nha mấy chế, thấy chưa không, nó rất là đẹp luôn nha mấy chế. Chế nào lấy thì mình comment giúp em nha. 220 một cái áo khoác bao sang bao đẹp luôn mấy chế ơi, cực kỳ đẹp luôn nha. Cái chất vải thì mấy chế cứ yên tâm, nó chất vải nào mấy chế không, cực kỳ đẹp nha. Chế nào lấy thì mình comment giúp em rồi em qua mẫu nha mấy chế, em qua mẫu luôn nha. Rồi một cái áo khoác riêng này luôn á chế. Một cái áo khoác riêng cái này 300 mét. Coi ơi, không có dây. Một hình hai. Rồi cái áo khoác riêng này mới chế. Trời ơi, nó dày đặn mà nó đẹp giả man luôn. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha. Đó, lên da của mình rất là bụi luôn mấy chế ơi, cực kỳ bụi luôn. Nó mới chế mặc mà phối với mấy cái quần jean ha. Rồi mới chế mặc với mấy cái áo lẻ là mặc lên là bao bụi luôn mấy chế. Váy em đang mặc là 53kg trở lại vừa nha chị Vân Trần ơi. Váy em đang mặc là 53kg trở lại vừa, không có co giãn nha mấy chế. Không có co giãn nha, cái này nó không có co giãn. Chế nào lấy thì mình comment giúp em nha. Co giãn nhẹ. Rồi cái này co giãn nhẹ cho mình nha mấy chế ơi, cái này co giãn nhẹ nha. Giá của nó là 240, 53kg trở lại vừa giúp em thôi nha mấy chế. 53kg trở lại vừa. Chế nào lấy thì mình comment giúp em nha. Rồi áo khoác này 320, chế nào lấy áo khoác mình comment giúp em áo khoác nha mấy chế. Chế nào mình lấy áo khoác thì mình comment giúp em là áo khoác. 320 một cái áo khoác này cực kỳ đẹp nha mấy chế. Đây có túi cho mình là nguyên một cái túi rất là bự luôn nha. Đó mặc mà mấy chế phối với quần sọt hay là quần đùi với quần jean là mấy chế thấy không? Rất là bụi luôn. Nó mặc với đầm thì phối không mấy gì đẹp, mà mấy chế mặc với quần jean là bao đẹp luôn nha mấy chế. 320, chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế ơi. Chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. Form dáng cực kỳ đẹp luôn mấy chế. Chế nào lấy thì mình comment giúp em là em qua mẫu nha mấy chế. Chế nào lấy thì mình comment giúp em qua mẫu luôn nha. Rồi mấy chế ơi, có ai lấy cái áo beo này không mấy chế ơi? Áo beo này 180 nha, 53kg trở lại vừa. Ai lấy comment lấy Thảo nha mấy chế. Áo beo nha, bao đẹp luôn nè. Ở bên hông nó có dúng nha mấy chế ơi, nó giật lên nha. Chế nào muốn giật nhiều thì cứ ấy lên nhiều nha. Rồi chế ơi, cái này là 320 áo phát da. Nó có 3 màu. Màu đen này là mã số 1 nha mấy chế. Màu đen này mã số 1 nha. Áo phát da 320. Bao đẹp luôn, đẹp cực kỳ nha mấy chế. Đó, 320 nha. Lấy cho cô cái đôi dép đây. 320 nha. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Màu đen này mã số 1. Da xịn nha mấy chế. Chất da xịn nha. Bao đẹp nha mấy chế yêu. Da xịn nha. Đó, bữa hổm chế nào mua 2-3 cái đó, chế đó có coi, bữa nay chế có coi like không chế ơi, chế cho cái bình luận nha.
Đây. Bao đẹp nha. Đó. 320 mã số 1. Cái đen này thì mã số 2 nha. Cái đen có viền trắng là mã số 2. Đồng giá 320 nha mấy chế yêu. Đồng giá 320. Cái đen này mã số 2 nha. Cái đen này mã số 2. 320 một cái nha mấy chế. Đẹp lắm nha. Đó, chế nào thích mua đen này có pha trắng nè mấy chế thấy không? Rồi ai mà không thích pha thì cái đen Thảo đang mặc mã số 1 nha. Đen này mã số 2. Rồi. Một cái màu này nữa nha, màu bò nha, màu bò. Cái 320 hết nha mấy chế, còn cái này là màu kem. Màu kem, một cái 320 nha. Rồi, chế nào lấy thì comment màu giúp Thảo nha. Thảo bận cái màu kem cho mấy chế xem nè, rất là đẹp nha. Cái này là mã số 1 nha mấy chế. Mã số 1 nha, cái da mát lạnh luôn nha mấy chế. Cái da mát cực kỳ luôn. Cái da xịn của nó là nhìn vô biết liền nha. Đó, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Cái áo màu kem này nó sang quá trời luôn nè mấy chế. Đó. Like mà ngồi nghe cái máy lạnh này nó mát lạnh luôn á. Chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Đó, đẹp chưa? Chỉ có 320 thôi nha mấy chế. Chỉ có một cái màu kem này thôi. Ai lấy thì comment lấy nha. Rồi, cái mã số 1 này có ai lấy không mấy chế ơi? Mã số 1 nha. Rồi, có ai lấy màu bò không mấy chế? Màu bò bao đẹp luôn. Đó, màu bò nha. Ai lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Màu bò. Đẹp cực kỳ luôn nha mấy chế. Nó có cộng dây đai nè mấy chế, cộng dây nịt nè. Đó. Cộng dây nịt nè nha. Chế nào nịt thì nịt ngang nha. Bao đẹp luôn. Rồi, mấy chế comment giúp Thảo nha mấy chế. Comment màu và mã số giúp Thảo nha. Rồi, chế nào lấy màu đen comment lấy giúp Thảo nha mấy chế ơi. Rồi, qua mẫu tiếp nha. Qua mẫu luôn. Cái áo phát riêng này cũng đẹp lắm nha mấy chế. Cái áo phát riêng này là mấy chế nhìn nè, ở sau nè có hai cái túi nè, giống như dùng cái quần nè. Nó hơn cái quần để ngược, chứ rất là modern luôn. Rồi, chế nào lấy thì comment lấy giúp Thảo nha. Áo phát riêng này mà đội nón riêng một cái nó đẹp. Rồi, chế nào lấy thì comment lấy với Thảo nha. Áo jean. Đây, ở phía sau nè mấy chế thấy không? Đó. Rồi, ai lấy comment lấy với Thảo nha. Rồi, qua mẫu tiếp nha. Áo phát jean. Rồi, chế nào lấy mấy chế ơi. Rồi, qua mẫu tiếp nha. Cái này dễ thương lắm rồi. Xem. Rồi mấy chế ơi, cái đầm em đang mặc nha mấy chế. Đầm len em đang mặc 55kg đổ lại vừa. Chế nào lấy đầm len em đang mặc comment giúp em nha. 55kg trở lại vừa, chỉ có 190.000 thôi nha mấy chế. Một cái đầm trắng như thế này rất là sang luôn mấy chế ơi. Rồi một cái đầm trắng như thế này chỉ có 190.000 thôi nha. Chế nào lấy thì mình comment giúp em. Len thun co giãn cực kỳ thoải mái nha mấy chế. Cái phần tay của nó nè, nó may như kiểu nha. Nó may kiểu cực kỳ đẹp luôn, chỉ có 190.000 thôi. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế ơi. 190.000 một cái đầm em đang mặc nha. Cực kỳ đẹp luôn nè mấy chế. Chế nào mình thích mặc cổ thề như thế này cũng được luôn nha. Đó, 55kg trở lại vừa. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế ơi. 55kg trở lại vừa, chất len thun co giãn cho mấy chế, cực kỳ đẹp nha mấy chế. 190.000 một cái đầm em đang mặc chế yêu nè, mình lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế ơi. Rất là đẹp luôn, về được có một cái duy nhất thôi nha mấy chế, về được một cái duy nhất luôn. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế ơi. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. Nó cực kỳ sang nha mấy chế, nó có viền bên đây cho mình luôn nha. Bên hai bên hông đầm nó có viền cho mình luôn. Rồi, viền hai bên cực kỳ sang, 190.000, 57kg trở lại vừa. Chế yêu nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm theo số điện thoại giúp em nha. 57kg trở lại vừa, len thun co giãn cực kỳ đẹp luôn. Nguyên một cái hàng đúng là nó may vô cho mình rất là chắc chắn nha mấy chế. Không có sợ rớt ra nha, cực kỳ đẹp luôn. Chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế yêu ơi. Giá của nó chỉ có 190.000 thôi nha. Mấy chế thấy không, cái cổ của nó là có phối lưới nha mấy chế.
nó phối lưới như thế này cực kỳ sang luôn ha mấy chế. Nó sang cực kỳ luôn, cực kỳ đẹp luôn. Chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm theo số điện thoại nha. Len thun co giãn nha mấy chế, len thun co giãn nha. 55kg trở lại vừa rồi em qua mẫu nha mấy chế. Chế nào mình không có thời gian xem like thì mình cứ chụp màn hình qua gửi qua bên inbox cho em nha. 55kg trở lại vừa 190.000 cái mẫu đầm này. Rồi em qua mẫu luôn nha mấy chị ơi, em qua mẫu nha. Rồi qua mẫu tiếp tục nha mấy chế yêu ơi. Qua mẫu nha. Cái này em đầm em đang mặc nha mấy chế. Đầm em đang mặc là 190.000 luôn nha mấy chế ơi. Đầm em đang mặc là 190.000. Nó phối như thế này cực kỳ sang. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. Chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha. Nó phối tay như thế này rất là sang nha mấy chế. Đó cực kỳ đẹp nha. 55kg trở lại vừa. Chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. 55kg trở lại vừa. Rồi chế nào mình lấy thì mình comment giúp em mấy chế ơi ơi. Cái này 190.000, 55kg trở lại vừa nha mấy chế. Đây bên đây là nó cái kiểu xéo như thế này nha. Nó đi ra sạc cái điện thoại con đó hả? Dạ. Chế nào lấy thì mình comment giúp em. Tại là không thôi để người nhà. Chế nào lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế ơi. 190.000, 55kg trở lại vừa nha mấy chế. Lên hôn co giãn nha mấy chế, cực kỳ thoải mái luôn. Một màu trắng mặc lên rất là sang nha. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế ơi. Chế nào lấy thì mình comment nha. Cái đầm này rất là đẹp luôn. Len thun mặt rất là mát, không hề nóng nha mấy chế. Cái này là len cao cấp mấy chế, mặt cực kỳ mát luôn, chứ không phải như là mấy cái loại len cứng mà chế mấy chế mặt nóng đâu nha. Cái này len mặt cực kỳ dễ chịu mà rất là sang luôn. Chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm theo số điện thoại nha mấy chế. Rồi em qua mẫu luôn nha. Chế em qua mẫu nha mấy chế. Rồi cái đầm em đang mặc luôn mấy chế ơi. Cái đầm em đang mặc là 190.000 luôn nha mấy chế. Chất len thun bao đẹp luôn. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em nha mấy chế ơi. Len thun cực kỳ đẹp nha. Co giãn cho mình nè. Co giãn nha, mặc rất là mát, rất là dễ chịu nha. Cái kiểu dáng của nó đơn giản nhưng mà mấy chế mặc vô rất là sang nha mấy chế. Đơn giản mà mặc rất là sang. 190.000, 55kg trở lại vừa mấy chế ơi. 55kg trở lại vừa. Chế nào mình lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. Nó chế là mình lấy mình comment giúp em đầm trắng kèm theo số điện thoại nha. Nó cái tay phối đen nè, nó có xẻ một đường như thế này nha mấy chế. Xẻ một đường. Rồi nó có xẻ bên đây cho mấy chế luôn. Cổ cái cỡ này là chữ V ha, rất là đẹp luôn mấy chế. Form của nó đơn giản mà cực kỳ đẹp nha. 190.000 chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại nha mấy chế. 190.000 chế nào lấy thì mình comment giúp em kèm số điện thoại lần em qua mẫu nha mấy chế ơi. Rồi chế nào lấy thì mình comment giúp em nha. 55kg trở lại vừa nha mấy chế. 55-57kg trở lại vừa luôn á. Rất là đẹp nha. Đầm len co giãn cho mình rất là thoải mái nha. Màu trắng thì mấy chế mặc lên rất là sang. Chế nào lấy thì mình comment giúp em nha. Rồi em qua mẫu luôn mấy chế ơi. Cô lao giấy à? Cô lao giấy à? Con thót cái này con vô lại nha. Thót cô sợ nó bị văng quá. Không nha.